Đường này đường Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành thuộc quận 4. Phải là cảng vụ, cảng vụ Sài Gòn. Trái ra đường Tôn Đản. Phía trước là quận 1. Tòa nhà Benesco, quận 1. Con đường này nó nối từ quận 1 tới quận 7. Bên phải đường Hoàng Diệu. Vừa rồi qua được con đường Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Tất Thành. Kết thúc rồi.